Alo, xin chào tất cả các bạn và con sinh lớp 2 nhé. Các con sinh lớp 2 thân mến, hôm nay chúng ta sẽ học qua chủ đề 3, lòng của em có khối lượng dung tích. Bài số 15, kg, khám phá nặng hơn, nhẹ hơn. Mẹ để con xách giúp mẹ một túi ạ. À. Con xách túi nhẹ hơn, mẹ xách túi nặng hơn nhé. Câu A, túi quả nặng hơn túi rau. Túi quả thì nặng hơn túi rau, túi rau nhẹ hơn túi quả. Quả dưa hấu nặng hơn, nặng bằng hai quả bưởi. Quả dưa hấu này nặng bằng hai quả bưởi. Này là túi túi quả nặng hơn túi rau. Qua phần hoạt động quan sát tranh rồi chọn câu đúng. Con gấu nặng hơn ba con chó. Đây là đúng. Câu B, con gấu nhẹ hơn ba con chó. Sai. Con gấu nặng bằng ba con chó. Sai. Câu số 2, quan sát tranh rồi trả lời câu hỏi. Mèo và chó, con nào nặng hơn? Mèo và chó, con chó nặng hơn. Mèo và thỏ, con nào nặng hơn? Con thỏ. Ba con mèo nặng hơn. Mèo, chó, thỏ, con nào nặng nhất? Con nào nhẹ nhất? Con nặng nhất là con chó. Và con nhẹ nhất là con thỏ. Câu số 3, quan sát tranh rồi trả lời câu hỏi. Quả cam nặng bằng mấy quả chanh? Quả cam nặng bằng 4 quả chanh. Quả táo nặng bằng mấy quả chanh? Quả táo nặng bằng 3 quả chanh. Quả bưởi thì bằng quả cam cộng với quả táo là bằng 7, bằng 4 quả chanh cộng 3 quả chanh là 7 quả chanh. Đang qua phần khám phá kg. Con sóc cân nặng bằng một quả bưởi. Đây là quả cân 1 kg. Kg viết tắt là kg. Hộp sữa cân nặng 1 kg. Túi gạo cân nặng 2 kg. Động 1, quả bóng nhẹ hơn 1 kg. Đúng. Nải chuối nặng hơn 1 kg. Đúng. Quả bóng nặng bằng quả bưởi. Quả bưởi là cân đúng 1 kg. Quả bưởi cân nặng 1 kg. Đúng. Quả bóng nặng bằng quả bưởi. Sai. Nải chuối nặng hơn quả bưởi. Nải chuối nặng hơn quả bưởi. Đúng. Câu số 2, đọc cân nặng của mỗi quả hoặc đồ vật sau đây. Đây, trái bí cân nặng 2 kg, hộp đường 1 kg, trái mít 3 kg, túi gạo 10 kg, bột mì 5 kg. Quan sát tranh rồi trả lời. Số hộp A cân nặng 3 kg, 2 1 là 3 kg. Hộp B cân nặng 2 2 là 4 kg. Hộp C cân nặng 5 kg. Hộp nào nặng nhất? Hộp C. Hộp nào nhẹ nhất? Hộp A. Hộp A có 3 kg thôi. Hộp C 5 kg. Luyện tập.
tính theo mẫu 5 kg cộng 4 kg bằng 9 kg, 10 kg trừ 3 kg bằng 7 kg, 12 kg cộng 23 kg, 2 với 3 là 5, 1 với 2 là 3, 35 kg. 2 - 0 bằng 2, 4 - 3 bằng 1, bằng 12 kg. 5 - 0 là 5, 4 - 2 là 6, 65 kg. 13 - 9 bằng 4, 9 + 7 bằng 16 kg. 4 - 6 bằng 2, 60 - 40 bằng 20 kg. 20. Bây giờ qua phần số. Con ngỗng nặng 5 + 2 là 7 kg. Con gà càng nặng 2 - 1 là 3 kg. Câu số 3, tổng số kg thóc của 2 bao thóc là 30 cộng 50 kg, 80 kg. Bốn, ba chú robot rủ nhau đi cân. Robot A cân nặng 32 kg, robot B nặng hơn robot A 2 kg. Nhưng mà robot B này nặng hơn robot A 2 kg, là 32 cộng 2 là 34. Robot C nặng hơn robot A 2 kg thì mình lấy 32 cộng 2 là 30 kg. Hỏi robot B cân nặng bao nhiêu kg? 34. Robot C cân nặng là 30 kg. Một bài cho ta làm phép cộng, một câu ta làm phép cộng, một câu ta làm phép trừ. Các con xin lớp 2 đồng ý bài học của chúng ta đã hết rồi. Chào tạm biệt tất cả các con, hẹn gặp clip sau nha. Bye bye.